chiều mà tốc độ kìa. Ngày phải 70 cây. Em đang đi 70 này. Lái xong. Nó đi một tay em, một tay cũng thấy rồi. Mẹ hai đứa này dễ chết lắm. Trẻ con gì? Ôi, kinh khủng. Nhưng mà ai vậy? Hai đứa gái. Ôi giời, nó phóng tốc độ kìa. Ôi đéo dám nhìn đâu, con này thì mẹ xe tải kìa. Liều ăn nhiều à? Ôi giời ơi, xe tải kìa. Thì mẹ sợ không? Hai đứa gái. Hai đứa gái. Nhầm đường thế là nó cứ liều thôi. Chắc bỏ bỏ một tay luôn. Nhưng mà nó sao nó biển này bên kia nhỉ? Ờ, thế nó ngu. Thì mẹ. Này ngoài này, như thế này thì nó mới nhanh đi. Ô tô phanh nha, lên ô tô. Lên ô tô phanh này. Lên mẹ cả ô tô phắc luôn. Nhưng mà không quay được như là đuôi. Đây biển số đây này, 18 đây này. Ui giời ơi. 18V1 6374 gì mẹ. Anh đàn ông quay clip rồi anh ơi. Sợ thật này. Ui thì mẹ tao toát hết cả mồ hôi tay này. Sợ quá như mẹ. Thì mẹ phóng tốc độ nay bao giờ không? Mẹ sợ. Đi rồi nó phải chịu. Không, nó đi đường bên kia thì bây giờ nó cũng không phòng lại được, không quay đầu được, đi tiếp, nó ngồi quay lại.